Góc nhìn trung hạn chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đi như thế nào? À, trong những cái thời điểm tiếp theo thì Hùng Lê cùng với các anh chị em à, trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ view góc độ à, trên chart kỹ thuật tuần của chỉ số VN-Index. À, thì như chúng ta, đây là cái hình ảnh à, tổng quan của chỉ số VN-Index các anh chị và chúng ta đều đã à, nắm được cái lịch trình đi của chỉ số này thì à, Hùng đang vẽ một cái kênh xu hướng. Thì à, tại thời điểm khoảng tầm tháng 4, 30 tháng 4 của năm 2018, chỉ số VN-Index của chúng ta đạt Ờ, mức cao nhất ở vùng 1.225 điểm và sau đó thì chỉ số VN INX của chúng ta bắt đầu có một cái điểm chỉnh giảm và nó giảm đến đến khoảng tầm cái điểm chỉ giảm đến khoảng tầm độ 30 tháng 3 của năm 2020 chỉ số VN INX của chúng ta có điểm test đáy đầu tiên ở vùng 645 điểm và sau đó thì chỉ số VN INX của chúng ta đã uh, có một nhịp phục hồi tốt từ uh, năm 2 khoảng tầm từ tháng tháng 4 của năm 2020 cho đến khoảng đến đến khoảng cái thời điểm mà chỉ số VN-Index của chúng ta tiếp tục ờ à, ở à, cái thời điểm mà chỉ số VN-Index chúng ta tiếp tục à, tạo được cái đỉnh cao nhất ở vùng 1545 điểm. Ờ à, nó xuyết soát vào khoảng tầm à, à, khoảng tầm cuối năm 2022 đúng không ạ? Cuối năm 2022 và bắt đầu khoảng nó dập dìu sang đến khoảng tầm độ 18 tháng 4 của năm 2023 thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta bắt đầu có một cái nhịp rơi. Và nhịp rơi này thì chúng ta cũng tiếp tục có một cái điểm tạo đáy thứ hai. Đó nó nằm ở khoảng đây là khoảng tầm độ 14 tháng 11 của năm 2022. Các anh chị, tại đây thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta tiếp tục thiết lập một cái điểm đáy ở vùng 875 điểm và kể từ đây thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta tiếp tục có một nhịp tăng tốt và uh, nhịp tăng này thì đã lên được ở khoảng quanh vùng 1260 điểm trước khi mà có đến cái điểm thời điểm trình giảm hiện tại. Thì như vậy là chúng ta có một cái khung view, uh, chúng ta có một khung view tổng quan đấy các anh chị nhá. Uh, cái đáy cái đỉnh thứ nhất đúng không ạ? Là 1225 và cái đáy thứ nhất là 645 xong đến một cái đỉnh thứ hai đó là đỉnh 1545 điểm và đến cái đáy thứ hai là 875 điểm. Và kể từ cái thời điểm mà <laughs> ở ở 875 điểm ở đây thì chỉ số VN Index của chúng ta đang vận động ở trong một cái mô hình tam giác hay ở trong thuần về phân tích kỹ thuật là các anh chị hay chúng ta hay nói về gì ạ? Đây gọi là cái mô hình nêm. Và đây là một cái dao động tắt dần các anh chị, đây là một cái dao động tắt dần và chỉ số VN Index sẽ theo quan điểm cá nhân của Hùng Lê là sẽ đi ở trong kênh xu hướng dao động tắt dần. Đây là trung hạn các anh chị nhé, đây là toàn là góc nhìn trung hạn đó. Và cái trạc bóng đá view cho các anh chị ở đây là trạc index tuần, các anh chị index tuần thì chúng ta thấy rằng là trong cái mô hình đêm này thì chúng ta thấy có một cái điểm cao nhất ở đây nó khoảng tầm vùng 1314 điểm đúng không ạ? Và nó lấy cái điểm dưới là cái điểm mà nó đã tạo được cái điểm đáy ở kênh trong kênh xu hướng trung hạn từ 875 điểm này hồi phục lên ở vùng 1200 khoảng quanh vùng 1257 ha một chúng ta lấy 1260 đi. Và sau đó thì nó lại tiếp tục có một cái dao động tắt dần. Và cái dao động tắt dần này thì đây các anh chị có thể nhìn thấy là chúng ta đã phân tích cái điểm mà ở một ngày 1 tháng 11 đúng không ạ? Chỉ số VN Index của chúng ta có điểm tích lũy tạo nền ở vùng ở uh, 020 điểm ở đây và từ 1020 điểm này thì cũng đã có phân tích lên cái target 1 đây chúng ta sẽ zoom to lên chỗ này nè đó thì ông đã có phân tích cái target 1 lên vùng 1.225 đến vùng 1.130 và chúng ta thấy rằng là ở chỉ số VN Index của chúng ta khi mà vượt lên đến vùng 1130 thì như vậy là chỉ số đã chỉnh giảm. Đó và và hiện tại thì chúng ta lại nhìn thấy tiếp một cái điều gì tức là trong các cái tuần gần đây thì ông đang nhìn thấy là gì ở vùng 1073 điểm, 1075 và vùng 1080. Dự kiến sẽ là điểm tích lũy tiếp theo của chỉ số VN Index ở trên ở trên cái kênh xu hướng trung hạn. Và trong trường hợp nếu như chỉ số VN của chúng ta tích lũy thành công ở vùng 1070 đến vùng 1085 anh chị Uh, tích lũy thành công ở đây và bắt đầu hình thành một cái đà vượt thoát đi lên thì như vậy là gì ở trong cái logic mà mình có phân tích cho các anh chị ở trên uh, xu hướng của chạc kế, chỉ, chỉ, chỉ gọi là các cái target kỹ thuật của chỉ số vn index thì target một của chỉ số này nó sẽ ở vùng một một hai đến vùng một một ba ba mươi target hai của chỉ số vn index nó sẽ rơi vào khoảng vùng một nghìn một trăm năm mươi đến khoảng vùng một nghìn một trăm sáu mươi điểm ở đây và target ba thì khả năng là chỉ số vn index sẽ quay trở lại cái đỉnh và tiệm cận đến cái kênh xu hướng ở trong cái mô hình nêm ở đây đó là khoảng quanh vùng 1.225 điểm đến khoảng vùng 1.230 điểm ở đây đó, vậy thì như vậy là nếu như chúng ta nhìn ở trong một cái góc độ về kênh xu hướng thì chúng ta hoàn toàn uh, có thể kỳ vọng là gì chỉ số vn index của chúng ta sau khi tích lũy thành công anh chị lưu ý nhá điểm nhấn kỹ thuật là gì ở vùng một nghìn bảy mươi điểm một nghìn mươi lăm vùng một nghìn tám chỉ số vn index cần phải tích lũy uh, và tích lũy tốt tích lũy uh, tích cực và không được phép uh, phá vỡ cái vùng hỗ trợ này thì như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể uh, hướng target một target hai và target ba và ở trong cái mô hình đêm của kênh xu hướng này thì các anh chị lưu ý là chúng ta lại tiếp tục à, chúng ta đây hùng sẽ zoom nhỏ lại để các anh chị nắm được tức là chúng ta có hai kênh xu hướng các anh chị nhá kênh xu hướng từ 645 lên 875 và có thể có một cái điểm nào đấy ở đây nữa này nó sẽ ở khoảng 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 cái điểm tức là chúng ta cũng có thể đây đây là cái điểm ở đây thì có thể là nó sẽ có một cái điểm ở khoảng quanh vùng 1043 tức là gì đây sẽ là cái điểm của kênh xu hướng trung hạn các anh chị nhá đây là điểm xu hướng kênh trung hạn đó và đây cái kênh thứ hai mùng đang vẽ ở đây là điểm xu hướng của của ngắn hạn đó điểm ngắn hạn các anh chị đó vậy thì điểm ngắn hạn của nó là gì điểm ngắn hạn của nó là nó tạo được ở tám sau đó nó tạo được cái đài thứ hai ở vùng 1020 và Uh, chúng ta kỳ vọng cái đáy ngắn hạn thứ ba nó sẽ ở khoảng quanh vùng 1070, 1075 đến vùng 1080 để chúng ta đang hoàn thành một cái target ngắn hạn ở đây. Đó. Thế còn lại có thể là sau khi mà uh, sau khi mà chỉ số VN Index của chúng ta có thể là nó đi lên được đến vùng này và nó lại bắt đầu nó lại bắt đầu có một cái uh, cái cái nhịp chỉnh cung thì có thể là nó sẽ chỉnh và nó sẽ chạm kênh xu hướng trung hạn ở đây. Đó thì như ông có phân tích đây điểm kênh xu hướng trung hạn nó sẽ nằm ở khoảng quanh vùng 1 ngàn mươi điểm ở đây này. Và kể từ đây thì như vậy là khi chạm đến cái kênh này thì nó lại tiếp tục diện nó lại tiếp tục có một cái nhịp phục hồi đi lên và và cái mô hình cái mô hình là gì? Cái mô hình là gì? Mô hình gọi là kênh xu hướng tắt dần thì VN Index của chúng ta sẽ vận động ở trong cái kênh xu hướng này và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái điểm gọi là điểm vượt thoát trong trường hợp nếu như chỉ số vn index của chúng ta thoát khỏi kênh xu hướng này thì như vậy đấy sẽ là một cái quá trình một cái xu hướng rất là tích cực để cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ thêm các vị thế còn trong trường hợp hoàn toàn có thể trong trường hợp nếu trong trường hợp mà không thuận chẳng hạn như vậy chỉ số vn index của chúng ta phá vỡ kênh xu hướng thì như vậy đó sẽ là những cái thời điểm khó khăn của thị trường thì như vậy là chúng ta có một góc nhìn vừa ngắn hạn vừa trung hạn để để chúng ta hiểu được cái cách vận hành của chỉ số vn index và hiện tại thì cũng đang phân tích À, à, trên trạc kỹ thuật giờ đó trên trạc kỹ thuật ngày và trên trạc kỹ thuật tuần như vậy là chúng ta có những cái góc view rất là dài và cũng có những cái góc view rất là ngắn để chúng ta có thể tối ưu hóa lợi nhuận ở trong cái quá trình mà chúng ta à, chinh chiến ở trên thị trường thì à, trong trường hợp à, lạc quan nếu như chỉ số index của chúng ta mà bứt phá được những cái cản trên của cái kênh xu hướng này thì chúng ta có một cái target trung hạn tiếp theo ở vùng một nghìn điểm và À, một cái target gọi là trung của trung hạn là sẽ ở vùng 1, 1.800 điểm à, Không phải vì sao mà một số các cái chuyên gia kỹ thuật đó, và một số các cái quỹ ngoại là Thường thường là người ta hay ngắm đến uh, cái xu hướng của chỉ số vn index lên ở vùng 1.800 điểm đó các anh chị Đó là nó có cơ sở đó các anh chị, nó có cơ sở trong cái mô hình vận động uh, Có những cái sóng nhỏ và có những cái sóng lớn như vậy thì chúng ta sẽ uh, chờ đợi thêm uh, các cái ý đồ tạo lập thì một vài góc nhìn về xu hướng trung hạn của chỉ số vn index như vậy thì cũng gửi đến các anh chị để các anh chị em chúng ta tham khảo trong cái quá trình mà chúng ta chiến đấu ở trên thị trường chứng khoán